Cái này chị phôi giường nha chị, nó lên dạng lính rồi này, nó hơi đóng lông ở trong mắt. Gần Có coi cầm cái à? cốt ghép của nó, cái này nè, cốt chính của nó nè, nãy em đo đâu 12 qua nè, cầm nè, cốt chính chị không, quá trời cốt chính này lại luyện đầu chân nè. Gần Dạ. coi 13 chú anh chị mình đây, một cây siêu bông bình lợ ha, phôi giường của chú anh chị mình, cô chú anh chị già lên như dễ gồng cho nó lên ha. Trời ơi, nó già cây dữ Cầm vậy luôn của tôi chú chị. cái Cốt cốt mập này lù quá chị ơi. coi, cốt quá à, trời cái cốt, cốt Dạ. gì bự dữ thằng ngon. Cây này Cái này đẹp. tết là bông là quy vu luôn, giờ lên lô kim chưa, quá tí Và đặc biệt là cái tàn nhánh đó cô chú anh chị. Xuất sắc luôn cô chú ơi nè. Thành quá đẹp. phẩm. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân cô chú ơi. Hôm nay chị Ngân tiếp tục lên một số cái mặt hàng mai để giao lưu với cô chú mình ha. Có nhiều giống hoa rất là đẹp luôn để cho cô chú anh chị mình sưu tầm làm giống và chơi Tết nha. Dạ em mong là cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ cho bên vườn nha. Dạ em chào chị Ngân Rồi ha. em xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip với em đây một số giống mai như là cua hồng Hưng Tú, giả hú Đức Xuân, Sài Gòn cho mình lỡ nha. Những học trò mong được sự ủng hộ của chú chị gần xa. Nam lên số 1 của chú anh chị mình này. Dạ rồi, mã Số số 1 1 luôn. cho dễ nhất. Dạ đúng rồi. Đây là cây hoa hồng Này Hưng ngày mấy chị, Tú ha. này ngày mấy chị. Dạ hôm nay là ngày 26 tháng 4 hả cô chú? Một Ủa, xin lỗi cô chú mình, 26 tháng 7. Dạ. cây hoa hồng Hưng Tú dáng bay quá đẹp luôn. Quanh cái này là được 13 đúng của chú anh chị mình này. Và cái cây này nó duyên với cái Cong lá lắc thân á. Đúng rồi, nè. nhìn nó lạ ghê ha. Là Cây này nó duyên già dáng ngồi nè. cao 33 tán ngang 42. Dạ. Tán bay của nó là được 76. Dạ rồi. Rồi cái này giao lưu mình giá 1,5 triệu em bao phí ạ. 1,5 triệu nha cả nhà ơi, hoa hồng Thanh Tú già mùa ha, và cái đế này nó độc chiêu lắm cô chú anh chị, nó cực kỳ cưng luôn ha. Rồi cô chú mình tham khảo cái này giùm em nha, cái dáng nó rất là duyên luôn. Số tiếp theo luôn Số 2 của chú anh chị mình đây. Một cây cúc bạch mai của chú anh chị, vòng hoa là từ 24 36 cánh ha. Em coi nút nụ nè, em lấy bò rồi nè. Nút nụ với này cho em. nụ nó rất là chắc luôn á Ú cô chú ú anh chị. không. Đây bạch mai nha, cúc bạch Cái này mai. được tầm vài chục nụ nha chú anh chị mình, quá Dạ trời nụ nè. này có lẽ là sẽ sớm mà cô chú, nhưng mà mình thích Nửa sưu tháng nữa tầm là ha. mình thấy mặt bông rồi. Ừ, nó nổi Quanh là lên cho được mình một 17. coi nè. Tổng củ là 50. Rồi. Chiều cao 46. Tán ngang là 44. Cái này giao lưu mình giá 600 em bao phí ạ. Dạ, 600 ngàn cho em này cô chú Cúc mình. bạch mai. Dạ. Số 3 là một em siêu bông bình lợi, dáng thú nôm cô chú. Cây này hình thú nè. Ồ, cây nó Rồi xanh cái tốt quá cốt chị này ngon. chị Ngân ơi, quá trời cốt, lại Trời nghe ơi, cái giống trăm thiệt tình sao mà luôn á. tốt nè, Mập. khủng khiếp. Quanh là được 16. Dạ. Tổng củ đế của nó là được 72. Chiều cao 56. Rồi. Tán ngang là được 73. Rồi cái này giao lưu mình giá 1 triệu em bao phí ạ. Dạ 1 triệu cô chú ơi, Cái này cây đời này. đầu nha chú anh chị mà. Dạ. Đừng so với giá mới ghép nè. Xứng đáng đồng Xịn tiền sò bát luôn. gạo của chú mình, bao bông 100% luôn ạ. Rồi mã số. 4. Dạ, mã số 4 luôn. Một cây siêu bông Sài Gòn lá nhỏ nha chú anh chị mình. Quá trời cái tàn, cái này 4 mùa nha chú anh chị Giống của mình ơi. chú Sáu Bình Dương cô chú Cái mình này luôn phôi ha. vườn nha chú anh chị mình. Cái tàn nó tròn giống như mặt bàn luôn á, quá trời. Đế này cộng đế lực lực ha. Dạ đúng rồi, cây này siêu đẹp luôn cả nhà. Đúng chất luôn Hoành ha. được 32 đúng. Rồi. 120 là tổng đế. Dạ. Đẹp quá của chúng mình ơi, có cành à, xuất sắc luôn á. Có phần là được 26. Dạ. Chiều cao 1m1. Tán bự lắm. Tán ngang được 1m2. Rồi. Cái này em cho luôn mình với giá là 7,8 triệu. Em bao ship cái này khu vực Vũng Tàu lại nha chú anh chị mình. Dạ rồi. Trời ơi, cây này mà Tết nở một cái là xuất sắc luôn cô Quá chú đẹp. mình ơi, rực rỡ luôn ha. Cây này rất đẹp luôn nè. Gốc phôi vườn mà đế nó đều vậy hết cô chú anh chị. Đặc biệt là cái cọng mà cốt á, lực 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 không à. Để thắng lại cái em cho cô chú mình coi. Đó, cô chú mình coi nè, cái cốt nó cỡ này nè. Cái cốt nó bự hơn ngón tay cái nha cả nhà. Nhìn cây rất là lực luôn. Mua cây này là xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Tàn kính chụp luôn cô chú anh chị. Rồi em qua mã nha cô chú ơi, à, mình tham khảo giúp em ha. Mã số tiếp theo là mã số 5 nha. Số 5 cây siêu bông bình lợi. Trời ơi cái cốt Cốt cái tàn quá hết trời, sức cái luôn. cốt phải nói sao, cái cốt mà đẹp gì đâu mà đẹp, Này đế thú luôn nè cô chú anh chị. Cốt phải nói là xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. hàng già mùa nha chú anh chị mà. Dạ. Gần năm hả chị Ngân ha. Đúng, hoành là được 17,5 tính 17 luôn. 46 là tổng đấy. Chiều cao được 62. Tán ngang được 64. Cái này giao lưu mình giá 900 em bao phí ạ. Dạ, 900 ngàn cho em này bao phí cô chú mình ơi. Trời ơi, mã số tiếp theo cô chú anh chị Số ơi, đừng bỏ 6 của chú qua anh nha. chị mình đây.
một siêu phẩm luôn cô chú. Ồ, cái này đế, cái này kiếm đâu ra được, cái này chị phôi vườn nha chị. Nó lên nhận lính từ này, nó hơi đóng lông ở trong mát này. Gần Cô coi cần cái cốt ghép của nó, cái này nè, cốt chính của nó nè. Nãy hôm đó đâu 12 qua nè, ông cầm nè, cô chú chị không? Quá trời có cốt chính này, lại liền đầu chân nè, chân dạ coi này rồi. Sao chưa trang được đây em sẽ quay cái máy ở trên đây. nó liền đầu còn có một miếng ha, gốc ngọn cái này bút măng nhau chứ anh chị mà. Dạ Giả Phú Đức hàng đi quay vòng không chứ anh chị mà. cây Cái này này xuất đang vô sắc luôn. chậu tàu xịn xò luôn, cây mà lớn gì mà em vô trong chậu của bà gửi rồi chị ạ, là biết cây nó mạnh cỡ nào ha. Ép chậu nha cô chú anh chị mình ơi. Quành thân của nó là được 28 ạ. Dạ hoành 28 cô chú anh chị. Đặc biệt là cái đế là giống như cái bàn tay luôn cô chú. Không đụng hàng luôn. 63 là tổng đế. Cây này là xuất sắc nhất nè cô chú. Sổm nôm là 30. Khó khăn là được 46. Dạ. Chiều cao 1m1. Tán ngang được 1m15. Rồi. Rồi, cây này em vô lưu mình với giá là 10 triệu 500 ngàn ha. Cái này em vô xe khu vực Vũng Tàu lại như chú anh chị mình. Dạ, 10 triệu 500 ngàn cô chú ơi. Một cái phải Xích nói luôn là hả cây chợ. này Phôi chơi vườn. Tết là rực rỡ luôn cô chú. Giả Phôi Hữu Đức, vườn nha. phôi vườn. À, Thủ Đức thì hoa nó bền cô chú anh Cái này chị gút nha. cốt mà chị nhận gút cốt, cốt vừa lớn nè. Chứ cái nào để tàn thưa ra cái là chắc mấy mét luôn. Dạ, thường là Con ngắn. bonsai thì không có để cái tàn nó dữ lắm cô chú. Đa số là rút cốt nhiều ha. Cây này chuẩn bonsai luôn nha cả nhà mình. Quá trời đẹp cái đế của chú ơi. 10 triệu 500 ngàn cho cái Dạ. mã số 6 luôn. Cái hàng hiếm có nha cô chú anh chị. Mã số tiếp theo ha. Tiếp theo là cái mã số 7. Chú bác Cái siêu bông mình lại cốt quá trời cốt trên này nè. Cốt. cái đế nó cũng quái quái nè. Còn cái cốt trên nè cô chú anh chị. Hết hồn cái cốt luôn. Cái này ghép được 2, 4, 4 bò. Hoành là được 15 rưỡi. Dạ rồi. Tổng củ đế của nó 66. Cái này quá trời, cái này chơi tích ok luôn. Chiều cao 82. Có là nụ kim của Tán chú. ngang 70. Rồi. Cái này vô luôn mình giá 1 triệu mốt. Em bao phí luôn chú anh chị mà. Cái này bao đẹp nè. Triệu mốt nha cả nhà mình ơi. Dạ rồi, mã số tiếp theo luôn cả nhà mình. Số 8 của chú anh chị mình ơi. Số 8 là một cây cúc tay thi nha. Trời Trời ơi, ơi, cái này cái hàng thì chứ phải nói là phôi vườn đó chị không? dáng trực ha, đế nôm cực kỳ đẹp luôn. Lên coi cái này lên lên xù nè. Quá trời cô chú ơi. Đây là xuất sắc luôn nha cả nhà mình. Này quay phơm cứ đi. Quá trời cái chi cành nó nhạo chưa? Này quá trời đẹp, cái cốt cành nó nhạo Nó của chú ơi, già nó mức già độ mà nó lên gông thần thù tới luôn. luôn á. Cúc tay thì bông lớn nhau chú anh chị mình. Hoa cực kỳ đẹp của chú. Đọt non màu đỏ luôn nha. Hoành là được 29 rưỡi. Yếu yếu 30 tính 29 rưỡi luôn. Tổng cái đế nơ của nó là 104. Quá trời cái dàn đế này đẹp của chú. Khó khăn. Khó khăn là được 40. Cái cốt này của chú mình có cái cốt này nè. Mập trời ơi mập. Chiều cao là được 1 mét hơn. Chùa tên mét á, thầy em đâu không có. Đàn thứ Cá ngang là được 115. trời ơi cái cây này nó tròn do cô chú ơi, quá trời đẹp cây này. Rồi cây này cúc tay thi mã số 8 này em vô luôn mình với giá là 9 triệu 300 ngàn ha. Cái này em vô lưu khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị mình, Dạ tại bự quá em không có đi đóng kiện cổ được, cô chú anh chị mình thông đẹp cảm lắm nha. cô chú ơi. Nè, xuất Phôi sắc luôn vườn ha. coi là mấy Phôi chục năm vườn rồi nè. đặc biệt là nó già, cái bộ đế của chú nó xù luôn ha. Nói chung giờ kiếm cái phôi già vậy cũng ít có nha cô chú anh chị. Nè, nó rất là đẹp luôn, cái cốt là nhạo trơn ha. Rồi 9 triệu 300 300 ngàn bao ship ạ. mã số 8 cúc tay thi. Dạ mã số 9 nha cả nhà mình. Số 9 của chú anh chị mình này là một cúc cây lộn, cây siêu bông Sài Gòn ha. Siêu Cái bông Sài này Gòn cả nhà, bốn mùa chân cốt trên đồng biết, bốn mùa bự là cỡ này nè. năm đầu đây cốt đây cô chú. Trời ơi cái cốt bự hơn ngón tay luôn, Hoành nó thân siêu thì được ghê chứ. 14 nè, củ tròn được 21. Hoành nhỏ mà có duyên nha cô chú. Đúng rồi. Già mùa. Ừ. Chiều cao 90, mấy cái này Tết nay nó bông được gỡ luôn. Tán ngang được 84. Tàn thông Cái cô chú này ơi. giao lưu mình giá 1 triệu tư em bao phí ạ. Dạ rồi, chủ yếu là nó già mùa hết cô chú anh chị, cốt cành nhão trơn nha. Mấy cây này thì cô chú mình cứ yên tâm về mặt bông nha cô chú. Mình sưu tầm á, những cái cây như thế này nè cô chú ơi, xứng đáng luôn ha. Rồi, 1 triệu tư cho em này bao ship luôn ạ. Mã số 10. Một cây nhiều toàn của chú anh chị mình đây. Nhiều toàn bông ba màu ha, của chú anh chị nào không biết bông. Các bạn em gửi bông của chú anh chị tham khảo ha. Ôi nó Quanh cây này được già, 14 nè, cốt hàng quá đơn quá trời chị. luôn. Tổng đế của nó 64 nè. Chị cao chưa dựng ngọn được 55, dựng ngọn rồi chắc mát. Tán ngang cái này được 60. Rồi. Quá xịn sò luôn. Hàng đơn nha chú anh chị mình. Cây này vô luôn mình giá 800 ngàn bao phí. Rồi, 800 bao phí của chúng mình đây. Tiếp theo của chúng mình. 11 của chú anh chị mình đó, 11 là cái siêu bông Sài Gòn ha. Quanh là được 15 đúng. Có này có cũ mà em ra không được. Cao quá.
cao được 1m05, cái ngang là được 82. Cái này giao lưu mình giá 1,4 triệu thôi, bao rẻ bao đẹp cho mình luôn nhau chứ anh chị mình. Em coi cái cốt cái gì nè, trời ơi cái cốt mà cô chú ghép già mùa ha, cái này bao giống cô chú mình cứ yên tâm nha. Rồi 1,4 triệu, 1,4 triệu bao phí ạ. Ủa nó bự chú ấy, cái thông luôn nè. 60 ha. Siêu bông bình lợi, trời ơi cái cốt. Nhìn nhìn cái cốt chưa biết cây này phơi cỡ nào. Củ tròn với nhau chứ anh chị mình. Dạ cây lắm á. Người ta em có cắt ngắn rồi nè, đừng cho nó bung nè, bung ghê chưa nè. Chứ để thử có đôn lại là nó sẽ bung mà cô chú. Hoành được 20. Củ của nó được 28. Dạ. Chiều cao 64. Cái ngang 60. Này giao lưu mình giá 900 bao phí luôn chú anh chị mình nè. Dạ, 900 cho em này á cô chú anh chị. Rồi mã số cuối clip ngày hôm nay cô chú. Cuối clip là cây mã số 13 của chú anh chị mình đây, một cây siêu bông bình lợ ha, phơi vườn của chú anh chị mình, cô chú anh chị già lên như dễ gồng cho nó lên ha. Trời ơi, nó già cây dữ vậy. Cô chú anh chị cốt mập lù hết trơn. Có cốt quá, trời cái cốt dạ. Gì. Bự dữ thằng ngon. Cái này Tết là bông là quy vu luôn, giờ lên lu kim chưa? Quá tí. Và đặc biệt là cái tàn nhánh đó cô chú anh chị. Xuất sắc luôn cô chú ơi nè. Thành quá phẩm luôn á. Phơi vườn nha chú anh chị, phơi vườn 100% ha. Dạ cái này đẹp. Phơi này mấy chục năm rồi. Trời ơi. Để phụ em đi nha. Xin dạ. Phụ cái nó lạc ạ. Lạc không dính không? Không không lạc không lạc. Đây. Quả nó bự dữ lắm của chúng mình ha. Xích lên chút cho chị nha, đây chỗ cái này. Không có được, em không xuống được. Rồi hoành là 40 48 rưỡi tính 47 thôi chú anh chị mình ơi. Hoành bự dữ ta. Đây của chúng mình coi kỹ nha. Đó, 47 hoành. Còn ở dưới bự dữ nữa. Cái này đang nằm trong chậu 6 chú chị. Tổng đế là chậu 6 nha, không có ra được đâu chú anh chị mình. Nhưng chỉ ra cái quành thôi à, tại vì đế dắt chậu 6 chị không? Ừ. Trời ơi, cái này đang lên xù, bể xù lên nữa chị Ngân, thấy gì chị Ngân nè? Thấy rồi chị Ngân. Đây nè. Ở trên nữa ha. Thôi chú anh chị mình coi nè. Trời ơi, xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Đang bể đang lên xù nhưng chú anh chị mình. Cái này tết nó bông rồi, thứ gì chị nói. Chiều cao là được 90. Cái ngang của nó là được 115, 1m15 của chú anh chị. Dạ. Cây này quá đẹp, đang xù quá dữ luôn. Thôi vườn nữa cô chú ơi, xuất sắc luôn. Dạ lắm nghệ thuật nè. Dạ rồi, cây mã số 13 này chung sự bình lợi này em vô luôn mình với giá là 13 triệu ha. Cây này em cũng giao xe của chị Vũng Tàu lại nha chú anh chị. Bự quá em không có đi kiên gỗ được ha, em chỉ giao xe thôi. Rồi cô chú ơi, mình chốt cây này về ha. Tết nay mình hưởng một cái Tết huy hoàng luôn cô chú anh chị. Quá đẹp. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nói chung là bình lợi thì cô chú mình biết mặt hoa của nó nha, siêu đỉnh luôn cô chú, rất là dai ha, hoa được. Chùm nè và lâu tàn nữa nha. Nói chung là coi vườn cô chú anh chị ít có khi nào mà kiếm được cái gốc hoành to mà đang lên xù như thế này đâu cô chú. Hoành 47 nè, 47 chưa, 47 đặc biệt là gốc siêu bông bình lợi luôn cô chú ơi. Nó xù mà nó phù xù thấy thương lắm nha, cái cây này rất là phải thế, nó lùng ngực luôn cô chú, không dạ. Phải mà nó dạng cao leo nghêu ha, cây này rất chuẩn luôn. Rồi mã này cũng là mã số cuối clip các cô chú anh chị. Đúng rồi. Rồi cái mã số 13 mà số cuối clip của em hàng cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian thôi theo dõi xem hết clip ạ. Thì cô chú anh chị chọn được cây ưng ý mình tự tay mình chăm mình chỉ tới 2025 ạ. Rồi cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ em chào tạm biệt ạ. Dạ em chào tạm biệt cô chú mình và hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo của em luôn nha.